Nhật báo Granma, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Cuba và là tờ báo có số lượng phát hành lớn nhất Cuba, số ra ngày 19 tháng 1 đã có bài viết giới thiệu các chủ đề chính của Đại hội 12 Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là tập trung vào các nhiệm vụ xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân, đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, củng cố công tác bảo vệ Tổ quốc, đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp hiện đại. Báo Người Lao Động của Cuba cùng ngày đã có bài phỏng vấn đồng chí Dương Minh, đại sứ Việt Nam tại Cuba, về sự kiện này, trong đó điểm lại những thông tin chính về Đại hội Đảng 12 cùng những thành tiệu kinh tế quan trọng mà đất nước ta đã đạt được trong 30 năm đổi mới. Trong bài báo, đồng chí Dương Minh nhấn mạnh chủ trương thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hợp tác hòa bình và phát triển của Đảng và nhà nước ta, đồng thời nêu bật quan hệ gắn bó thủy chung, trong sáng giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân Việt Nam và Cuba. Trước đó, trang thông tin điện tử của hãng thông tấn Cuba Brensa Latina đã có bài xã luận nêu rõ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam là một cột mốc lịch sử quan trọng trong tiến trình đổi mới toàn diện và đồng bộ được tiến hành từ năm 1986. Theo bài viết, với sự tham dự của 1.500 đại biểu đại diện cho hơn 4,5 triệu đảng viên, đại hội được tiến hành với tinh thần củng cố xây dựng đảng trong sạch, cũng như thúc đẩy sức mạnh của người dân và nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Trong khi đó, Tân Hoa Xã ngày 20 tháng 1 đã đăng bài viết nhấn mạnh tới những thành tựu nổi bật của công cuộc đổi mới của Việt Nam. Theo bài viết, với nền tảng vững chắc này, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng chắc chắn sẽ tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy đáng kể sự phát triển của đất nước. Bài viết dẫn lời Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hồng Tiểu Dũng nhấn mạnh, quan hệ Việt-Trung đang trong giai đoạn quan trọng bởi hai nước đều đối mặt với những thay đổi lớn, đồng thời khẳng định sự thành công của đại hội đảng 12 của Việt Nam sẽ giúp quan hệ hai nước có thêm nhiều cơ hội mới. Cùng ngày, hãng tin Kyodo của Nhật Bản đưa tin, đại hội đảng lần thứ 12 là sự kiện quan trọng giúp thúc đẩy hơn nữa công cuộc đổi mới với mục tiêu đưa Việt Nam trở thành một nước công nghiệp hiện đại. Theo Kyodo, Việt Nam, quốc gia có nền kinh tế tăng trưởng tương đối ổn định trong những năm gần đây do xuất khẩu tăng mạnh, dự kiến sẽ đạt mức tăng hơn nữa về xuất khẩu nhờ hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP cùng ngày, báo nước Đức mới nhận định rằng Đại hội 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện quan trọng định hình đường lối phát triển của Việt Nam trong những năm tới. Bài báo nhấn mạnh Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng đất nước, giành độc lập dân tộc và không ngừng phấn đấu vì mục tiêu làm cho đời sống của nhân dân ngày càng giàu mạnh. Theo tác giả, mục tiêu đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 là một mục tiêu lớn và Việt Nam cần cố gắng nhiều để đạt tới một nền kinh tế tự chủ và có sức cạnh tranh cao.